Làm sao? Đại ca, có thằng muốn xin gia nhập băng đảng của mình ấy. Nó đang đợi ở dưới kia. Gọi nó lên đây. Tôi đưa đại ca. Sao mà chúng ta nhập băng đảng của tao? Vì anh Tiến có năng lực sẽ làm cái tay phải cho đại ca được. Chú có vẻ tự tin nhỉ? Hiện tại anh đang có một lô hàng qua pháp ngữ, nhưng anh muốn lấy lại. Nếu mà nhiệm vụ này chúng làm được, anh cũng cho chúng ta nhập cộng tiền khoản. Đại ca có thể thấy đây là vị trí mà thằng Tiểu Quát lấy gói hàng của đại ca. Bây giờ đại ca cho em xin thêm 2 người, em sẽ đi lấy lại cái gói hàng cho đại ca. Được rồi, đấy, cho 12 quân. Nhiệm vụ của mày phải bắt buộc lấy được số hàng đó, mang về đây cho tao. Đi đi. What? Hi! Hi! Để xuống về đây, ta xuống rồi. Ok. Ê, phải hồn. Chú làm tốt lắm. Chú sẽ về đội của anh. Cảm ơn ta đi. Làm việc đi. Nhiệm vụ này nó nguy hiểm, tôi đi đánh rất nhiều, ông ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Còn đây là chiếc đồng hồ mà bố tôi để lại cho tôi coi nó quan trọng của tôi, bản thân tôi. Watch out. Hai chúng mày xuống xem có chuyện gì, ta lên bảo vệ đại ca. Vâng. Ngay từ đầu tao biết mày là cớm rồi. Giơ tay lên. Mày không còn đường thoát đâu. Mày mà dám tiến thêm bước nữa thì này nát sọ.